À, xin kính chào tất cả các bà con. Thì trong tuần vừa qua thì công ty cũng đã nhận được câu hỏi đến từ anh Triều ở Bạc Liêu. Thì với nội dung câu hỏi như sau: mà bệnh leo lép hạt do nấm và vi khuẩn nó có gì khác nhau? Lúa khi làm đồng đến chỗ thì phun 3 cử thuốc đạo ôn leo lép hạt và vi khuẩn để làm giống được hay không, và có diệt được cái mầm bệnh cho hạt giống hay không? Thì với nội dung câu hỏi như vậy thì em có những chia sẻ với anh Triều như sau. À, như bà con mình cũng đã biết á, là cái bệnh leo lép hạt là bệnh là do có nhiều tác nhân gây ra như nấm và vi khuẩn côn trùng. Thì đối với cái côn trùng thì khi mà nó xuất hiện trên cái đồng ruộng của bà con á, thì bà con rất là dễ phát hiện. Còn đối với nấm và vi khuẩn á, thì bà con mình rất là khó phát hiện sự hiện diện của nó. Do đó để quản lý tốt cái bệnh leo lép hạt cho nấm và vi khuẩn á, thì bà con mình cần phải đưa ra cái biện pháp phun ngừa là chính. Vì khi mà cái triệu chứng của cái hai đối tượng này xuất hiện trên đồng ruộng á, thì lúc này chúng ta bắt đầu chúng ta phun á, thì nó sẽ không mang lại cái hiệu quả cao. Để phân biệt cái leo lép hạt đâu là do nấm và vi khuẩn thì bà con mình thăm đồng, thì bà con mình để ý như sau. Thì cái leo lép hạt do nấm, thì đối với cái leo lép hạt do nấm thì nó có rất là nhiều cái nấm gây hại nên cái leo lép hạt. Do vậy khi mà nó xuất hiện một cái vết bệnh chấm nâu nhỏ ở trên vỏ chấu thì xuất hiện bất kỳ chỗ nào, thì lúc này chúng ta có thể kết luận đây là cái leo lép hạt do nấm gây ra. Còn đối với cái lép vàng do vi khuẩn á, thì bà con mình hay còn gọi là cái hiện tượng bắn máy bay. Thì cái vết bệnh ban đầu nó có màu xám hoặc là cái màu vàng rơm, thì cái hạt lúa lúc này nó không thụ phấn được do cái vi khuẩn nó tấn công vào trong phôi của hạt lúa, và nó sẽ có biểu hiện màu nâu ở đầu vỏ chấu, và nó nếu mà nó gây hại giai đoạn muộn thì nó sẽ làm cho cái hạt lúa nó bị đen và nó sẽ tớp lại. Thuốc bảo vệ thực vật thì giúp cho bà con mình bảo vệ cây lúa khỏi những cái đối tượng là sâu bệnh hại, qua đó giúp cho bà con mình bảo vệ được năng suất của cây lúa. Do vậy việc anh phun thuốc bảo vệ thực vật 3 cử nhưng đúng theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất cũng như là đúng theo cái nguyên tắc 4 đúng thì nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của hạt giống sau này. Do nấm và vi khuẩn nó có thể lưu tồn ở trong hạt giống qua vụ sau, vì vậy nếu mà anh quản lý tốt các đối tượng dịch hại do nấm và vi khuẩn gây ra thì anh cũng xem như là anh đã diệt được cái mầm bệnh lưu tồn qua vụ sau. Thì với những chia sẻ vừa rồi thì kính chúc anh và cùng tất cả các bà con quản lý được cái bệnh leo lép hạt do nấm và vi khuẩn gây hại đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Xin kính chào bà con. Xin kính chào tất cả bà con. Thì trong tuần vừa qua thì công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông cũng nhận được câu hỏi đến từ anh Thành ở Long An. Thì với câu hỏi nội dung như sau: thì lúa của tôi hiện nay sau những cơn mưa kéo dài, gió mạnh và khi trời nắng lên thì tôi thấy có những cái vệt sọc màu vàng nhạt dài ngắn khác nhau chạy dài ở dọc rìa lá. Xin cho hỏi thì cái bệnh này là bệnh gì và cách phòng trừ nó như thế nào? Kính thưa anh Thành cùng với tất cả các bà con, thì với miêu tả của anh về cái biểu hiện của cái lá lúa như vừa rồi thì đó là cái biểu hiện của cái bệnh cháy bì lá do vi khuẩn. Bệnh cháy bì lá là bệnh do vi khuẩn gây ra, thì bệnh nó phát triển và gây hại nặng khi cái ẩm độ không khí cao, thời tiết âm u, mưa nhiều, đặc biệt là nó những ngày có gió mạnh thì vi khuẩn nó sẽ tấn công vào bên trong của cây lúa thông qua các thủy khổng hoặc qua những cái vết thương do những cái lá hoặc những cái bông lúa cọ xát lại với nhau, hoặc là do cái những cái vết thương mà do cái côn trùng chích thúc để lại. Thì vết bệnh ban đầu thì nó có những cái đốm hoặc là sọc uống nước nó sẽ xuất hiện ở chớp lá hoặc các rìa lá. Vết bệnh ban đầu thì nó sẽ có màu xám xanh, sau đó nó sẽ chuyển sang cái màu vàng nhạt và đến xám trắng. Ranh giới giữa cái phần bệnh và cái phần lá không bệnh thì nó sẽ có cái hình răng cưa, bà con mình rất là dễ phát hiện. Thì trong điều kiện mà ẩm độ cao thì cái bệnh nó sẽ phát triển rất là nhanh. Trên những cái lá, nếu mà cái vết bệnh nó nặng thì lúc này nó sẽ xuất hiện những cái giọt vi khuẩn màu vàng đục. Thì lúc này nó sẽ có thể, nếu mà bà con mình lội vào ruộng thì nó sẽ mang dính những cái giọt vi khuẩn này và nó sẽ lây lan theo khắp cái ruộng của bà con mình. Thì bệnh nặng thì nó sẽ làm cho cái lá bị khô hoàn toàn và giảm năng suất của bà con rất là lớn. Quản lý cái bệnh cháy bì lá do vi khuẩn đạt được cái hiệu quả tốt thì bà con mình cần lưu ý những cái vấn đề sau. Thứ nhất là bà con mình chọn những cái giống mà cấp xác nhận trở lên và những cái giống mà kháng được cái bệnh cháy bì lá. Cái thứ hai là bà con mình làm đất thật là kỹ, có nhiều cái rãnh để mà chúng ta có thể thoát nước tốt, và không để cái nước nó ngập ở trong ruộng lâu ngày, vì vi khuẩn nó có thể sống ở trong ruộng và nó sẽ theo con nước này nó lây lan qua những cái chỗ mà chưa bị bệnh rất là nhanh. Cái thứ ba là cái bà con mình xạ thưa bón cân đối giữa cái phân đạm, lăng và kali, cần thiết thì bà con mình có thể bổ sung thêm cái canxi và silic để giúp cho cây lúa mình cứng cáp hơn. Ngoài ra thì cái thứ tư là bà con mình cần
thông đồng thường xuyên phát hiện sớm cái dịch hại kịp thời. Và bà con mình nếu mà phát hiện những cái triệu chứng như Phương miêu tả vừa rồi thì bà con mình có thể sử dụng cái sản phẩm là Anti-One 200HC với cái liều lượng là 500ml trên 1 hecta. Thì khi phun sản phẩm Anti-One thì bà con mình tuân thủ theo cái nguyên tắc 4 đúng cũng như là cái hướng dẫn trên bao bì của sản phẩm. Với những chia sẻ vừa rồi thì kính chúc bà con mình quản lý bệnh cháy bì lá cho thật đạt hiệu quả. Phú Nông mang đến sự khác biệt.